Nói chung là con này là chuẩn nó giá giá thôi. Đây mấy con này. Nuôi nhiều phết. Bé. Này to á nhỉ. Tạ. Tạ. Rồi nè bé. Ở trong nhà của người. Vâng, đứng tí. Toàn anh em nhà đúng không? Đông phết nhỉ. Đây là gì đấy? Gì à? Em mẹ Thuận. Người Tày mà. Người Tày. Vẫn gọi là dì đúng không? Vâng. Nơi gọi là cô. Nơi gọi là dì. Dì ở dưới xuôi người ta gọi là dì. Em mẹ gọi là dì. Em bố gọi là cô. Cái gì ở gần đây không? Đấy. Liền. Này di cư hết à? Quay tít mù. Dạ
dụng.